Sống ở đời, người cực khôn luôn có 6 thứ không bao giờ nói, họa từ miệng mà ra. Cổ ngữ có câu, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Thành ngữ cổ cũng lưu lại lời dạy, đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ. Lão Tử thì giảng, đại âm vô thanh, đại tượng vô hình, tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình. Quả thật, những người thích khoe khoang, thể hiện, thường tự đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Họ không phải chỉ được nhận thêm nhiều bạn bè ngưỡng mộ, mà đồng thời cũng phải hứng chịu nhiều thêm không ít kẻ địch ganh ghét, hãm hại, vô cùng nguy hiểm. Con người chúng ta, ai ai cũng có sẵn lòng tham trong người. Người muốn sở hữu mọi thứ, cuối cùng sẽ trắng tay. Chúng ta bon chen với đời, tìm kế sinh nhai, kiếm tiền, danh vọng, ham muốn trong tình yêu. Lòng tham ấy kích động tâm trí, khiến chúng ta cảm thấy khổ tâm, không hài lòng với những gì mình đang có. Đôi khi, sự trưởng thành và khôn ngoan chỉ tới sau rất nhiều kinh nghiệm vấp ngã, đau thương. Bạn ngã càng đau, lần sau sẽ càng tỉnh táo và biết tránh xa những lối hành xử sai lầm. Vì vậy, người càng thông minh hãy biết cách giấu kỹ 6 điều để không gây tổn hại tới các mối quan hệ cá nhân ngay từ hôm nay. Thứ nhất, che giấu bản thân. Bậc trí giả thường là người đại trí giả ngu, nhưng trong cuộc sống ngày nay lại chẳng ít người đại ngu giả trí. Những người đại ngu giả trí thường là người thích thể hiện mình thông minh hơn người, thích dùng chiêu trò khôn lanh để hơn thua với người. Người đại trí giả ngu và người đại ngu giả trí thực ra chỉ khác nhau ở một điểm quan trọng, biết mình là ai. Người đại ngu giả trí là kẻ không biết chính bản thân mình là người như thế nào, nên không ngần ngại giở các chiêu trò khôn vặt, tưởng rằng không ai biết. Những người như vậy thường tỏ ra lanh lợi, biết cách nói chuyện, ứng đối linh hoạt, thiên biến vạn hóa, tưởng rằng qua mắt được thiên hạ, nhưng thực ra thứ khôn vặt ấy thực chất khá thiển cận, dễ bị người khác nhìn ra. Người khôn vặt thường tự cho mình là thông minh, nhưng thực ra họ mới chính là người dại dột nhất, tự hạ giá trị của bản thân trong khi đang truy cầu những thứ nhỏ nhen, tầm thường. Còn người dẫu có ngốc nghếch cũng không phải người xấu, có lòng muốn học hỏi thì chẳng mấy mà thành ra có trí tuệ. Cho nên đương thời Khổng Tử mới dùng hết tâm huyết vào việc dạy học. Những kẻ khôn vặt, đại ngu giả trí là những kẻ không thể học được, bởi vì những kẻ này vốn đã luôn nghĩ mình thông minh, trong đầu toan tính rất nhiều tiểu xảo, không có lòng hướng thiện, cho nên rất khó dạy. Nhận rõ hết thảy trong rất nhiều trường hợp, nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ phát hiện ra một số người không thích nói chuyện, mặt luôn mỉm cười và âm thầm quan sát tất cả hành động của mọi người. Không chỉ thể hiện sự lịch sự, lễ phép khi lắng nghe, mà còn là biểu hiện của một trí tuệ khôn ngoan, giỏi về học tập, lĩnh hội trí tuệ của đại chúng. Người thực sự lợi hại sẽ không khoe khoang hiểu biết của bản thân, mà biết giữ im lặng khi cần che giấu thật tốt bản thân. Họ hiểu rằng địch nhân trong tối, bản thân ngoài sáng chính là tình huống nguy hiểm nhất. Trái lại, nên đặt bản thân trong tối, địch nhân ngoài sáng thì mới có thể dễ dàng nắm chắc thắng lợi, đánh bại người khác. Thành công quyết định bởi chi tiết. Một dấu vết nhỏ cũng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn, thay đổi thành bại cuối cùng. Do đó, sự cẩn trọng trong quan sát là điều vô cùng quan trọng. Phàm là nhân vật muốn làm đại sự, phải hiểu cách lấy bất biến ứng vạn biến, học được che giấu bản thân, để âm thầm tiếp cận đối thủ là hành động trí tuệ vô cùng đáng nể. Người xưa đã dạy rằng, nói dài, nói dai, thành ra nói dại. Bản lĩnh giao tiếp của một người sẽ được thể hiện phần lớn qua cách họ diễn đạt, lập luận cho một quan điểm có chặt chẽ hay không. Người nào càng dài dòng sẽ càng khiến người nghe khó hiểu. Đôi khi, bạn nói càng nhiều thì lại càng dễ phạm phải những sai lầm không đáng có. Ngược lại, sự cô đọng và xúc tích trong từng câu chữ sẽ giúp người khác nắm bắt trọng điểm tốt hơn. Cần phải học cách diễn đạt bằng ngôn ngữ ngắn gọn nhất, nhưng đạt được hiệu quả nhất. Thời Tam Quốc nổi tiếng với kết cục bi thảm của tài tử Dương Tu. Một trong những người mà Tư Mã Ý từng coi là tri kỷ là Dương Tu, người phò tá cho Tào Thực em trai và là đối thủ cạnh tranh ngôi vị thế tử với Tào Phi.
Dương Tu cũng là một người thông minh không kém gì Tư Mã Ý. Nhưng do tham danh lợi, phô trương hấp tấp mà sau này mắc họa diệt thân. Một học trò của Tư Mã Ý từng nói về Dương Tu thế này: ông ta cậy có trí tuệ thông minh mà muốn thể hiện mình lấn lướt người khác. Hỏi sau này ai có thể bao dung nổi ông ta không đây? Dương Tu trong lúc sinh thời đã nhiều lần khiến Tào Tháo phải khâm phục vì ông ta có thể đoán trúng suy nghĩ của mình nhiều lần. Thế nhưng, cuối cùng Tào Tháo lại chém Dương Tu vì làm bại lộ việc quân vụ án chân gà. Qua việc ông đoán rằng Tào Tháo sẽ rút binh dựa theo quân lệnh kê thạc của Tào Tháo. Điển cố Hàn Tín chịu nhục chui háng kể về Hàn Tín là một tướng quân tài năng, được người dân thời Hán Sở đánh giá là quốc sĩ vô song, công lao cao cả, mưu lược tài ba. Vậy mà trước lời thách thức của một kẻ vô lại, ông đã nhẫn nhục chui qua háng kẻ kia mà không dùng thanh bảo kiếm chặt đầu hắn. Hàn Tín từ chỗ chịu nỗi nhục chui háng đến được tôn vinh thành đại tướng quân, soái lĩnh quân đội ám độ Trần Thương, thu phục Quan Trung, đánh bại nước Ngụy, Đại, Triệu, Yên, Tề, cuối cùng là phò Hán diệt Sở. Hàn Tín có thể chui dưới háng của kẻ vô lại không phải hèn nhát, cũng không phải là ngu ngốc mà lại là thể hiện phong thái của bậc đại trí giả ngu. Ông đã nhẫn chịu nỗi nhục này để tránh lấy đi một mạng người. Làm vậy bản thân mình không phạm tội giết người, vừa giữ được mạng cho kẻ vô lại kia. Đó là biểu hiện cao thượng của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau này, Hàn Tín trở thành đại tướng quân của Hán Cao Tổ Lưu Bang và giúp ông sáng lập triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đối với triều Hán đã chứng minh ông là một bậc đại trí. Đại trí giả ngu hay đại ngu giả trí, kỳ thực chính là chỉ nghĩ cho bản thân hay nghĩ cho người khác. Biết mình biết người, ấy chính là trí tuệ của bậc đại trí. Nếu Dương Tu biết rằng chút thông minh của mình sẽ mang lại tai họa cho bản thân, thì chắc hẳn ông đã không thể hiện ra điều ấy. Người đời sau cũng có bài thơ rằng: thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thối binh. Ý nói cái chết của Dương Tu là bởi vì sự thông minh của ông gây ra. Chính điều mà người ta gọi là thông minh bị thông minh hại. Sự thông minh của Dương Tu đối với người đại trí tuệ mà nói chỉ là chút khôn vặt, đại ngu xuẩn. Thành ngữ cổ có câu: đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp, kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ dũng mãnh giả như khiếp sợ. Lão Tử cũng giảng: đại âm vô thanh, đại tượng vô hình, tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình. Đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm. Đó là thể hiện ra công phu và bản lĩnh của bậc quân tử tài trí. Thứ hai, che giấu đi cảm xúc dục vọng cá nhân. Những cảm xúc, dục vọng cá nhân tồn tại trong bản năng của mỗi con người. Những người có trí tuệ uyên bác đều hiểu rằng chúng ta cần phải thỏa mãn những nhu cầu ấy trong điều kiện tuân thủ nguyên tắc và lẽ sống của xã hội. Nhưng nếu tham lam những thứ không thuộc về mình, chúng sẽ đẩy bản thân con người vào bước đường hủy diệt chính mình và người khác. Những loại tình cảm không được xây dựng trên giá trị đạo đức thì nhất định sẽ đem đến những tai họa khó có thể bỏ qua. Vì vậy, người khôn ngoan thường nhất mực khắc chế và che giấu những mong muốn vật chất tầm thường để hướng đến những chân thiện mỹ tốt đẹp. Trong Luận Ngữ, Vệ Linh Công, Khổng Tử từng cảm thán rằng: quần cư trung nhật, ngôn bất cập nghĩa, hảo hành tiểu tuệ, nan hí tai. Dịch Văn: cả ngày chỉ tụ tập nói chuyện phiếm, không nói những lời nghiêm túc, lại thích giở trò khôn vặt thì rất khó có tương lai. Khổng Tử có hàng ngàn học trò theo học, là một nhà giáo dục lớn nhất thời xưa. Đối với ông không có người nào là không thể dạy dỗ, nhưng chỉ riêng với loại người thích khôn vặt thì thật ông cũng phải buông lời cảm thán lắc đầu. Vì sao ông lại chán ngán loại người này như vậy? Trong Bi Thuyết, Liễu Tông Nguyên năm 773 đến năm 819, từng ghi chép một câu chuyện kể rằng: người ta nói, con nai sợ con báo rừng, con báo lại sợ con hổ, con hổ lại sợ gấu ngựa. Ở nước Sở xưa có một người thợ săn, kỹ năng săn thú rất kém cỏi nhưng lại thích thể hiện mình thông minh. Người thợ săn tước ống trúc làm thành kết tiêu để bắt chước tiếng kêu của các loài dã thú. Anh ta thường học tiếng kêu của con dê, con hươu, nai để dụ dỗ những con này đến và bắt chúng. Có một lần, người thợ săn mang theo cung tên, thuốc nổ và đồ dùng lên núi.
anh ta dùng tiêu thổi ra tiếng kêu của con nai. Không ngờ, tiếng tiêu rất giống với tiếng kêu của con nai, làm cho con báo ở gần đó tìm đến để ăn thịt nai. Người thợ săn thoáng chút hoảng sợ, nhưng anh ta cũng kịp thổi ngay ra tiếng kêu của con hổ, dọa con báo sợ hãi mà rời đi. Nhưng tiếng tiêu quá giống tiếng kêu của hổ, khiến cho một con hổ hung mãnh đang đói đi tới. Người thợ săn càng luống cuống hơn, vội vàng thổi ra tiếng gào của con gấu ngựa, dọa khiến con hổ hung mãnh bỏ chạy. Anh ta vừa thở gấp, vừa muốn nghỉ ngơi một chút thì từ đâu một con gấu ngựa nhe nanh vuốt nghe thấy tiếng kêu đi tới. Người thợ săn đến lúc này không thể thổi ra được tiếng của con vật nào hung mãnh hơn để hù dọa gấu ngựa. Anh ta sợ tới mức hồn bay phách lạc, và cuối cùng đã bị con gấu ngựa bổ nhào lên người, xé thành từng mảnh. Người thợ săn này đã không dựa vào bản lĩnh thật sự để đi săn, mà là dựa vào tiếng kêu để lừa săn. Ngày này chẳng phải không thiếu gì những người giống như thợ săn nọ, không dựa vào thực lực, bản lĩnh của mình mà dùng thủ đoạn hay kiểu thông minh khôn vặt để chiếm lợi, rốt cục lừa người hại mình. Những người khôn vặt thường tỏ ra thông minh, lắm mưu nhiều kế, tính toán khôn ngoan hoặc không ngại dùng những thủ đoạn lợi dụng người khác để đạt được thành công một cách dễ dàng hơn. Những người thích thể hiện sự khôn vặt của mình, thường những người không có chân tài, thực học, dùng toan tính luồn lách để thăng tiến, đi đường tắt, làm giàu nhanh, kiếm lợi thật lớn cho mình, dựa vào lời nói giảo hoạt hay công kích, áp chế người khác để nâng mình lên, nhất thời đắc ý, nghĩ rằng mình đang được lợi nhưng thực chất là đang tiêu tốn vận may và phúc đức của mình. Thực ra đó chỉ là một thứ khôn lòi, khôn vặt, khiến trí tuệ thực sự của người ta bị vùi lấp, khiến người ta trở thành nhỏ nhen, ích kỷ. Thứ ba, che giấu khả năng vượt trội. Từ xưa đến nay, tài hoa thì bạc mệnh chuân chuyên, lắm tài thì nhiều tật. Những người tài hoa xuất chúng thì thường long đong, lận đận cả đời. Đây vốn là một chân lý hết sức vô lý nhưng lại được thừa nhận bởi nhân sinh. Vì vậy, những người khôn ngoan thường giấu đi tài năng vượt trội của mình, không biểu hiện khoe khoang nó ra ngoài, để mong được an ổn, bình an một kiếp con người. Mỗi người có một mức độ vượt trội khác nhau trong đủ mọi lĩnh vực. Đó có thể là bằng cấp giáo dục, có thể là nghề nghiệp hay tiền lương, có thể là chiều cao và hình thể. Cảm giác thỏa mãn về sự vượt trội của bản thân mình thực ra là trạng thái tinh thần hoàn toàn bình thường mà ai cũng có. Chỉ những người vô cùng tự ti mới không dám so sánh bản thân với người khác. Tuy nhiên, việc cố gắng thể hiện sự vượt trội, ưu tú hơn người khác lại là hành động mà người thông minh không bao giờ muốn làm. Không một ai trên đời có thể vui vẻ khi nghe người khác nhận xét mình kém hơn, hay phải nhận những lời khinh bỉ và coi thường. Tất cả những người thích thể hiện cảm giác vượt trội hơn người đều vô hình chung tạo ra cảm xúc bất mãn, thậm chí là ganh ghét thâm thù từ người đối diện. Chính vì vậy, tuy cảm giác vượt trội hơn người đó có thể mang lại cho bạn sự thỏa mãn, vui vẻ trong một thời gian ngắn, nhưng tác động tiêu cực nó để lại thì rất lâu dài và sâu sắc. Một khi đã xuất hiện thì khó lòng thay đổi thứ tự che giấu thân phận. Người thực sự có tài năng và nhân cách tốt đẹp sẽ không bao giờ đem ra thay thế các mối quan hệ và tài sản của gia đình làm tiền đề để nói chuyện với người khác. Thân phận không làm nên giá trị của một con người, cũng giống như vàng bạc không thể dệt nên anh hùng. Có những thứ phụ yếu không nên đem ra khoe mẽ, không chỉ khiến cho nhiều người ghen ghét, mà nó còn hạ thấp giá trị cá nhân của bạn. Thứ tư, nói chuyện quá thẳng thắn. Người xưa từng nói, thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng dòng lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Tôn Tử cũng từng nói, tặng người lời nói, quý như châu báu, hại người bằng lời, hơn cả kiếm giáo. Đối với người tu luyện mà nói, tu khẩu là một trong những điều quan trọng nhất trên con đường tu hành. Người tu luyện chân chính sẽ không nói dối, không nói lời ác độc, không nói lời ngông cuồng. Ngồi im thường nghĩ lỗi của mình, trò chuyện không nói xấu người khác. Đó không chỉ là việc tu dưỡng cơ bản của các hành giả, mà còn là của mỗi người trong chúng ta. Có thể thấy, bất cứ lời nói tùy ý nào đều đem lại những kết quả khác nhau. Lời tốt đẹp khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành, còn lời nói xấu làm tổn thương người lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Kẻ xấu tạo tin đồn làm hại người khác vẫn tự cho mình là kế hay, nhưng họ đâu biết rằng những gì chờ đợi phía trước lại là hận thù hay báo ứng.
Một người khôn ngoan trước khi nói bất cứ điều gì đều biết đạo lý uốn lưỡi 7 lần. Cần suy nghĩ kỹ càng đến cảm nhận của người đối diện. Nếu lời nói mang tính nhạy cảm, cần diễn đạt sao cho uyển chuyển, ít mang tính xúc phạm nhất. Không bao giờ nên lấy thẳng thắn làm cái cớ để thốt ra những lời tổn thương người khác. Ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác, gây họa cho người. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta sẽ gặp không ít người có tài ăn nói, biết cách chuyện trò. Nhưng tiếc là khả năng nếu bị đặt nhầm chỗ, họ lại nói lời chanh chua cay nghiệt, không cho người khác có chút cơ hội để biểu đạt ý kiến. Trong cuộc sống thường ngày, nếu như ai đắc tội với họ, họ sẽ dùng hết khả năng miệng lưỡi, nghiến răng chửi bới, không ngừng cười nhạo châm biếm, dùng lời ác độc tấn công người khác. Họ sẵn sàng tiết lộ bí mật 10 mấy năm hoặc chuyện riêng tư của người khác, làm người ta không còn thể diện, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, họ sẽ trở nên vô cùng đáng thương. Phật Thích Ca Mâu Ni từng dẫn dắt 500 tăng lữ đi đến đất nước Krishna, hoang sơ lạc hậu để huyền dương Phật Pháp. Vì để cứu độ người có duyên, Mục Kiền Liên được lựa chọn làm người đầu tiên vào trong thành Krishna. Khi vị tôn giả nhìn thấy người Krishna có một số hành vi hoang đường không hợp lý, Ngài liền mở miệng nói đạo lý nhân quả, thuyết rằng hành vi ngu si của dân chúng chắc chắn sẽ gặp quả báo và sẽ phải chịu khổ. Nghe những lời nói ấy, người Krishna không chấp nhận được, liền nổi giận đùng đùng đuổi Mục Kiền Liên ra ngoài thành, khiến chuyến đi đến nước Krishna của tôn giả trở thành vô ích. Sau đó, Phật Đà phái Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đi đến nước Krishna. Khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bước vào trong thành, Ngài không lập tức tuyên truyền Phật Pháp, mà trước tiên khen ngợi người dân Krishna là cần cù siêng năng, thuần khiết lương thiện. Những lời lẽ tốt đẹp của Ngài làm người Krishna hân hoan vui mừng. Cuối cùng, họ dâng hoa tươi, bát dĩa, chân bảo và chân thành cúng dường. Nhờ đó, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã đưa người dân Krishna đến với đất Phật, cung kính đỉnh lễ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và lắng nghe tâm pháp của Phật Đà. Chỉ có tấm lòng rộng lớn mới có thể biểu hiện ra phong cách khoan dung. Chỉ có một lòng không tư lợi mới có thể phát ra ánh sáng chân thành và lương thiện. Vì vậy, bằng trái tim từ bi và khuyến thiện, những lời tốt đẹp sẽ đem đến thiện duyên cho mỗi người. Khi nhìn thấy tài năng, tri thức, phẩm đức và thiện hạnh của người khác, hãy dùng lòng chân thành để tán dương, học hỏi, đồng thời xóa bỏ lòng đố kỵ và ngạo mạn của bản thân để mở rộng tâm lượng của chính mình. Nếu mỗi người đều nói lời tốt đẹp, chắc chắn cả xã hội chúng ta sẽ trường tồn trong thái yên ổn, thái bình. Thứ năm, đừng thể hiện sự giàu có. Con người sống trong xã hội thường có xu hướng thích so sánh lẫn nhau và họ có rất nhiều thứ để đem ra cân đo đong đếm. Trong đó sự giàu có luôn là thước đo có giá trị nhất, trong khi những thước đo khác, ví dụ như hạnh phúc, tình cảm, may mắn hay nhan sắc, rất khó có thể so sánh một cách chính xác. Nhưng tiền bạc và khối lượng tài sản thể hiện sự giàu có thì hoàn toàn có thể đo đếm xác thực. Thể hiện sự giàu có cho người khác thấy là hành vi thiếu khôn ngoan. Sau nguyên nhân như thế, việc khoe khoang cách thể hiện sự giàu sang phú quý của mình đã trở thành một hành vi hàm ý đả kích người khác. Những người xung quanh sẽ hình thành tâm lý chán ghét, thậm chí là cảm giác thù địch với những kẻ mở miệng khoe giàu. Hơn nữa, hành vi tiết lộ tài chính cá nhân sẽ mang lại cho bạn rất nhiều phiền toái và thị phi, còn có thể lọt vào tầm ngắm của kẻ gian hoặc phừng trộm cướp. Chính vì vậy, người thông minh không bao giờ làm ra hành vi khoe giàu chỉ để thỏa mãn thói hư vinh trong một phút nhất thời, nhưng đem tới có nhiều rủi ro và tổn thất cho cuộc sống sau này của họ. Thứ sáu, không khoe khoang hạnh phúc. Đối với hầu hết mọi người, hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Hạnh phúc không phải là khi tiền lương của bạn cao ngất trời mà chỉ cần cao hơn đồng nghiệp. Phải chăng hạnh phúc chưa chắc đã là lúc công thành danh toại trong xã hội, mà là lúc mình có được cuộc sống thỏa mãn nhất trong số bạn bè xung quanh. Chỉ biết cách đo đếm hạnh phúc như vậy, vô hình chung chúng ta luôn đặt bản thân vào trước cơn so sánh với người khác trong mọi lĩnh vực.
Tuy nhiên, có so sánh mới có phấn đấu và tiến bộ. Miễn là chúng ta nhớ rằng bản thân sống tốt đã là một loại hạnh phúc đáng được trân trọng vô cùng. Do đó, việc có thể hiện, khoe khoang sự hạnh phúc của mình trước mặt người khác chỉ làm rạn nứt những mối quan hệ cá nhân. Hơn nữa, chính quá trình trình diễn hạnh phúc cũng không thể đem lại cho bạn hạnh phúc thực sự. Dù sao, người duy nhất thật lòng muốn quan tâm tới hạnh phúc của bạn chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Còn với những người không muốn quan tâm, bạn có thể hiện cũng chẳng được gì. Nếu phải dùng sự hâm mộ của người khác để đánh giá hạnh phúc của mình, bạn đã đánh mất quyền chủ động hạnh phúc. Sau cùng, hạnh phúc là điều nên giữ cho riêng mình chứ không nhất thiết phải đi khoe khoang với thiên hạ để nhận lại sự đố kỵ, ghen ghét của người khác. Hãy là người ứng xử thông minh, chủ động nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của mình, chứ đừng để ảnh hưởng bởi sự đánh giá từ người xa lạ. Sống Phờ Lớt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.